Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về hồ sơ thủ tục lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp cập nhật theo tình hình mới nhất hiện nay. Các bạn lưu ý là trong video này mình chỉ hướng dẫn cách nộp hồ sơ lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp cũng như là quy trình lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên thôi nha. Còn những trường hợp nộp hồ sơ lần thứ hai, lần thứ ba để đi trình diện thông báo việc làm hàng tháng thì mình đã làm video hướng dẫn riêng trước đó rồi. Thì mình sẽ ghim đường link dưới phần bình luận của video này, nếu ai cần thì có thể vào xem. Đầu tiên thì mình sẽ nói sơ về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và địa điểm nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Thì điều kiện đầu tiên để hưởng bảo hiểm thất nghiệp đó là trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc, người lao động phải có ít nhất 12 tháng đóng bảo hiểm cộng dồn liên tiếp hay không liên tiếp đều được. Điều kiện thứ hai đó là phải có giấy quyết định nghỉ việc của công ty. Lưu ý là nếu các bạn chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc đang hưởng lương hưu, đang hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng thì sẽ không được lãnh bảo hiểm thất nghiệp. Thời hạn nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp là 3 tháng, tính từ ngày nghỉ việc ghi trên giấy quyết định mà vẫn chưa có việc làm. Địa điểm nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp đó là các bạn hãy đến trung tâm giới thiệu việc làm quận huyện nơi các bạn đang sống để nộp hồ sơ. Lưu ý là các bạn nộp hồ sơ ở bất cứ quận huyện nào cũng được nha, miễn là thuận tiện cho các bạn đi lại là được. Vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ đó là hồ sơ thủ tục lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ bao gồm những giấy tờ gì. Thì ở đây mình sẽ cập nhật theo tình hình mới nhất hiện nay, đó là nộp hồ sơ trực tiếp. Hồ sơ sẽ bao gồm là một cuốn sổ bảo hiểm xã hội gốc và một cuốn sổ bảo hiểm xã hội photo, một giấy quyết định thôi việc gốc cộng một giấy quyết định thôi việc photo, một chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân gốc cộng với hai chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân photo. Nếu các bạn đã đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân gắn chip thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bảo hiểm thất nghiệp nha. Thì các bạn có thể nộp chứng minh nhân dân hai căn cước công dân đều được, miễn là giấy tờ của các bạn còn hạn sử dụng. Thì tất cả các giấy tờ trên thì sẽ bao gồm là cả giấy tờ gốc và kèm theo giấy tờ photo, không cần phải công chứng. Và hồ sơ lãnh bảo hiểm thất nghiệp thì cũng sẽ không cần sổ hộ khẩu hay tạm trú gì nha. Và hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp sẽ bao gồm thêm là một tờ đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mẫu số 03. Thì tờ đơn này sẽ do cơ quan bảo hiểm thất nghiệp sẽ phát cho các bạn. Và cách ghi vào tờ đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mẫu số 03 này thì mình sẽ hướng dẫn ở cuối video này. Thì bạn nào không biết cách ghi thì hãy xem hướng dẫn ở cuối video này để ghi hồ sơ cho thật chính xác mà sẽ không bị trả hồ sơ về nha. Vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ đó là thủ tục quy trình để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Thì sau khi các bạn điền hết đầy đủ thông tin vào đơn đề nghị rồi thì các bạn hãy nộp tất cả các giấy tờ hồ sơ trên cho trung tâm giới thiệu việc làm. Và trung tâm giới thiệu việc làm sẽ đưa lại cho các bạn một tờ phiếu hẹn trả kết quả như thế này. Thì trên tờ phiếu hẹn trả kết quả này sẽ có ghi ngày hẹn trả kết quả. Ngày hẹn trả kết quả này rất là quan trọng, các bạn cần phải đi đúng ngày để nhận kết quả nha. Nếu các bạn đi không đúng ngày thì sẽ không nhận được bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian nhận kết quả sẽ là 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Nếu kết quả hồ sơ của các bạn được lãnh bảo hiểm thất nghiệp thì lần nhận kết quả này cũng chính là lần trình diện tháng đầu tiên để lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp. Và lần trình diện này nộp hồ sơ bao gồm những gì thì mình đã làm video hướng dẫn riêng trước đó rồi. Mình sẽ ghim đường link dưới phần bình luận của video này để mọi người có thể vào xem. Sau khi trình diện lần đầu tiên thì khoảng 15 ngày sau các bạn sẽ nhận được tiền. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cách ghi mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mẫu số 03. Đầu tiên, chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp quận huyện thì các bạn hãy điền tên quận huyện nơi các bạn đang nộp hồ sơ vào đây. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nam, nữ, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp thì các bạn hãy điền giống như trong giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Số sổ bảo hiểm xã hội thì các bạn hãy lập cuốn sổ bảo hiểm ra và ghi giống mã số sổ bảo hiểm xã hội trong cuốn sổ của các bạn. Điện thoại thì các bạn hãy điền số điện thoại chính của các bạn vào đây để khi có chuyện cần liên lạc, hoặc là hồ sơ của các bạn có vấn đề thì bên trung tâm bảo hiểm thất nghiệp có thể liên lạc cho các bạn. Dân tộc, tôn giáo thì các bạn hãy điền giống như trong cuốn sổ bảo hiểm của mình. Số tài khoản thì hãy điền số tài khoản của các bạn vào đây. Lưu ý là không nên điền số tài khoản của người khác nha, nếu dùng số tài khoản của người khác thì sẽ không nhận được tiền. Các bạn đang dùng ngân hàng nào thì hãy điền tên ngân hàng đó vào đây và điền tên chi nhánh ngân hàng vào. Nơi đăng ký khám chữa bệnh thì các bạn hãy điền thông tin giống như trong tờ thẻ bảo hiểm y tế. Nếu các bạn đã làm mất thẻ bảo hiểm y tế thì hãy vào ứng dụng VSSID để kiểm tra thông tin. Nơi thường trú thì hãy ghi giống như trong chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Chỗ ở hiện nay thì hãy điền địa chỉ nơi các bạn đang sinh sống hiện tại. Trình độ chuyên môn thì các bạn hãy đánh dấu chéo vào ô tương ứng. Ví dụ các bạn học đại học thì hãy đánh dấu chéo vào ô đại học hoặc là trên đại học. Nếu các bạn không có bằng cấp chứng chỉ thì hãy đánh dấu chéo vào ô không có bằng cấp chứng chỉ. Nghề nghiệp đào tạo thì các bạn hãy chọn nghề mà các bạn đã học trước đó. Nếu ở trên trình độ chuyên môn mà các bạn chọn vào ô không có bằng cấp chứng chỉ thì phần nghề nghiệp đào tạo này các bạn có thể để trống.
Trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, ví dụ như là các bạn làm công nhân hoặc là làm kế toán thì các bạn hãy điền vào đây. Vị trí công việc trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì các bạn hãy đánh dấu chéo vào ô tương ứng với vị trí của mình đã làm việc trong công ty trước đó. Ví dụ như là lãnh đạo hoặc là nhân viên thì hãy đánh dấu chéo vào tầng ô này. Tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày thì các bạn hãy ghi ngày chấm dứt hợp đồng lao động trên tờ giấy quyết định nghỉ việc của các bạn. Tên đơn vị thì các bạn hãy ghi tên công ty của các bạn. Loại hình thì các bạn hãy đánh dấu chéo vào ô tương ứng. Ví dụ công ty của các bạn là doanh nghiệp tư nhân thì hãy đánh dấu chéo vào ô doanh nghiệp tư nhân. Còn nếu công ty của các bạn là doanh nghiệp nước ngoài thì hãy đánh dấu chéo vào ô doanh nghiệp nước ngoài. Tại địa chỉ thì các bạn hãy điền địa chỉ nơi công ty của các bạn đang làm việc. Nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động thì các bạn hãy đánh dấu chéo vào ô tương ứng này. Ví dụ như là do công ty giải thể phá sản hay là do công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn hoặc là do mất việc hoặc là do nguyên nhân khác thì hãy đánh dấu chéo vào ô tương ứng này. Loại hợp đồng lao động thì các bạn hãy đánh dấu chéo vào từng ô tương ứng. Ví dụ hợp đồng lao động của bạn là từ 3 tháng hoặc hợp đồng lao động của bạn không xác định thời hạn thì hãy đánh dấu chéo vào ô tương ứng. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn hãy ghi giống như trong tờ chốt bảo hiểm. Kèm theo đề nghị quyết định nghỉ việc thì các bạn hãy ghi cái số quyết định trên tờ giấy quyết định nghỉ việc của các bạn vào đây. Cuối cùng thì các bạn hãy ghi ngày tháng, ký và ghi rõ họ tên. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong hồ sơ thủ tục cũng như là quy trình lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp. Nếu các bạn thấy video hay hữu ích thì hãy chia sẻ, đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều chế độ như là bảo hiểm xã hội một lần, bảo hiểm y tế, chế độ lương hưu, thai sản, chốt sổ, gộp sổ.